Lời kinh trong lòng bàn tay 187. Một người nghĩ mình khỏe mạnh, vung nắm tay muốn đâm vỡ một tảng đá to, nhưng đá không vỡ mà tay bị giật nát. Một người ôm lòng sân si bất thiện, muốn hãm hại người từ bi với cuộc sống, cũng giống như người cậy mình khỏe mạnh, vung nắm tay muốn đâm vỡ tảng đá to, cuối cùng chỉ nhận lại tổn thương về mình. Khi ôm lòng sân si bất thiện hãm hại người, điều kẻ ấy muốn thấy nhất là được nhìn đối phương phải đau khổ, phải điêu đứng, phải rách nát tang thương để họ được vui. Nên khi nhìn thấy đối phương vẫn bình thản như không, kẻ ra tay hãm hại sẽ điên tiết đến cùng cực. Những khổ đau, điêu đứng mà họ muốn đối phương nhận lấy, cuối cùng trở lại với hết chính họ. Như khi vung tay cố sức đấm mạnh vào tảng đá to. Với một người đã có thể mở rộng lòng ra nhân từ với cuộc sống, lòng họ đã an như đá và rộng như hư không. Rộng như hư không mới có thể bao dung được mọi thứ, dù tròn hay khuyết, dù trắng hay đen, dù tốt hay xấu. Như hư không bình thản ôm hết mọi thứ vào lòng. Với một trái tim thực sự từ bi và thấu hiểu, sẽ biết cách buông xuống những thứ nặng nề. Với một trái tim thực sự từ bi và thấu hiểu, luôn tìm thấy cách để cân bằng lại, không để mình lưu siêu ngã đổ. Khi bị kẻ khác hãm hại, lầm lỗi là của họ. Nhưng nếu chúng ta giữ mãi đau khổ trong lòng rồi phiền muộn rất lâu, thì nhất định là lầm lỗi